Xiaomi Redmi Note 4X chỉ 2.950.000, vô địch trong tầm giá. Xin chào bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với trả lời comment số 78. Và video này mình trả lời câu hỏi liên quan đến iPhone và iOS nhé. Và mình thì chủ yếu hay trả lời câu hỏi liên quan đến phần cứng hơn. Nên là nếu bạn nào mà có bất cứ một câu hỏi gì hay máy bạn mà bị lỗi thì comment dưới phần bình luận video này nhé. Câu hỏi được nhiều lượt like với cả được nhiều bạn quan tâm nhất thì mình sẽ trả lời đầu tiên nhé. Anh ơi, em có nên mua máy HTC Design 10 Pro để chơi Liên Quân không ạ? Liệu chip Helio B10 có đủ để chơi Liên Quân không? Thực sự ấy, thì theo mình thì không nên mua HTC Design 10 Pro bởi vì như nhu cầu bạn là chơi Liên Quân thì với con chip Helio B10 thì nó rất là cùi, từ CPU đến GPU dùng để chơi Liên Quân nó sẽ rất là lag với cả giật. Và với cái giá của HTC 10 Design Pro mình có tham khảo trên một vài trang web thì giá nó hơn 7 triệu. Thì với cái giá này thì nếu mà mua hàng chính hãng thì có một số điện thoại khác tốt hơn rất là nhiều. Ví dụ như là Samsung A5 2017 này, rồi A9 Pro thì bạn có thể mua trên Lazada. Anh cho em hỏi, iPhone 5 của em bị rơi vỡ mất mảng kính đằng sau, nghe nhạc được lúc thì mất, loa ngoài khởi động lại thì lại được, dùng được một ngày lại mất. Đấy là ở phần cứng hay là phần mềm ạ? iOS 10.3.2. Để biết là phần cứng hay phần mềm thì trước tiên bạn restore lại máy đã. Nếu mà restore lại mà vẫn bị thì là do phần cứng. Thì nếu bị phần cứng thì là loa ngoài của bạn bị hỏng rồi. Anh ơi, xong máy em cứ vào Facebook tầm lâu lâu, tầm 25-30 phút là nó cứ bị văng ra ngoài vậy, có cách khắc phục không? Cái này là lỗi phần mềm thôi, thì cái này thì bạn xóa app Facebook đi rồi bạn cài đặt lại. Nếu mà vẫn không được ấy thì bạn restore lại máy thì chắc chắn là sẽ được. Em đang xài con iPhone 5S, em sạc nó lâu vô pin. Em vừa mới thay pin với cổng sạc mới mà vẫn vô pin lâu. Tầm 1 tiếng vô được khoảng có 3% pin là nó bị sao vậy anh? Mong anh trả lời. Trước tiên thì bạn cứ thử một cái sạc cáp khác cho mình nhá. Nếu như sạc cáp khác mà vẫn bị sạc chậm lâu và chậm như này ấy, thì khả năng chắc chắn là do lỗi phần cứng rồi. Pin không phải này, cổng sạc không phải này, chân sạc không phải thì khả năng cao là lỗi IC nguồn trên main. Thì để sửa cái này thì phải mang ra ngoài cửa hàng nhân viên kỹ thuật kiểm tra và sửa cho bạn thôi. Anh ơi, anh test điểm AnTuTu giữa iPhone 7 với LG V20 giúp em vì em đang phân vân giữa hai máy này, em xin cảm ơn. Điểm AnTuTu của iPhone 7 thì vào khoảng là 155.000, còn của LG V20 vào khoảng 130.000. Thì để so sánh lựa chọn mua hai máy này thì cũng hơi khó bởi vì hai con máy này không cùng phân khúc giá với nhau. iPhone 7 chắc chắn sẽ đắt hơn LG V20 rồi. Ngoài ra thì LG V20 thì sẽ có cam đẹp hơn này, màn hình 2K, màn hình lớn hơn. iPhone 7 thì chắc chắn nó sẽ hiệu năng với cấu hình sẽ cao hơn là LG V20 rồi. Cái này còn phải tùy nhu cầu sử dụng của bạn nữa nên thì mới có thể so sánh được. Còn nếu là mình thì mình sẽ chọn iPhone 7 bởi vì mình thích iPhone hơn, đơn giản vậy thôi. Mình đang dùng iPhone 6 chạy iOS 10.3.2, có nên nâng cấp iOS 11 không hay nên giữ nguyên vậy? iPhone 6 thì không nên lên iOS 11 vào nhá. Và nếu lên iOS 11 nó thực sự rất là giật với cả lag. Nên là tốt nhất là nên ở lại iOS 10.3.2 thôi. 5 triệu mua máy iOS nào S, lock và quốc tế, máy nào ổn nhất trong tầm giá? Với cái giá 5 triệu mà mua iPhone ý, thì chắc chắn chỉ còn 6S lock thôi. Mặc dù là máy lock rồi đấy, nhưng mà hiện tại có SIM card thần thánh rồi thì có thể fix tất cả các lỗi như dùng như là máy quốc tế. Nên là cái giá 5 triệu này chắc chắn không có lựa chọn nào khác ngoài 6S lock cả. iPhone 6 bị dò điện ra vỏ thì dùng lâu ảnh hưởng tới màn hay nguồn không? Có nên thay củ sạc không? Vì em thử củ thì có củ bị, có củ không. Thực ra thì cũng không sao cả, cũng không ảnh hưởng gì đâu. Nhưng mà nếu mà bạn thay được cái củ khác mà không bị dò điện nữa thì tốt nhất là bạn nên thay đi. Anh ơi, cho em hỏi, giờ làm sao để biết iPhone có bị dính iCloud ẩn hay không? Máy lần này mua qua tay mà chủ quan không reset nên giờ thấy hơi lo. Không thể reset dòng 2 vì lỡ may nó có dính iCloud ẩn thì chết. Thực ra thì vẫn có thể check được trên trang CheckCorrect của Apple. Nhưng mà cái này thì phải có một cái mẹo, nhưng mà giải thích hơi khó. Nên là mình sẽ làm một cái video để hướng dẫn cho bạn. Thì tạm thời từ giờ đến lúc đấy thì bạn đừng reset lại dòng 2 nhá. Nếu mà reset dòng 2 mà dính iCloud ẩn thì máy thành cục gạch mất. Em phải mua iPhone 6S lock, dùng ASI TipTop trong tất cả ứng dụng thì đều ổn. Chỉ khi vào tin nhắn văn bản thì thỉnh thoảng không hoạt động được. Chỉ khi kéo thanh thông báo xuống hoặc ấn nút home ra ngoài thì lại dùng được. Bình thường, vậy là lỗi gì? Không sao đâu bạn, cái này chỉ là lỗi phần mềm thôi. Thì cái này bạn chỉ cần restore lại máy thì nó lại bình thường mà không vấn đề gì đâu. Mình đang dùng 6S Plus lock Mỹ, hôm qua mình có tháo SIM ra, nó yêu cầu kích hoạt cần phải kết nối Wi-Fi để kích hoạt và cần phải đăng nhập lại iCloud. Mình ví dụ mình làm rơi máy thì người nhặt được chỉ cần tháo SIM ra và nhập iCloud mới khác vào là máy của người ta rồi à? Ép giải đáp hộ mình với, mình không hiểu. Không phải đâu bạn nhá, với cái SIM card thần thánh ấy, khi mà bạn lắp SIM vào thì nó sẽ yêu cầu bạn kích hoạt và phải đăng nhập iCloud và phải đăng nhập đúng cái iCloud của bạn thì mới vào được máy. Cho em hỏi, em xài iPhone 5S nút home bị liệt nhưng vân tay vẫn nhạy, giờ phải xử lý như thế nào ạ? Và chi phí hết khoảng bao nhiêu? Cái này là đứt cái cáp của phím home với cả main thì cái này phải nối lại thì chi phí mình nhớ không nhầm thì vào khoảng trên dưới 300.000. Anh ơi, em thấy iPhone 7 Plus và Galaxy S8 rất đẹp, cấu hình khủng, vậy cho em hỏi có nên mua Nokia 1280 không ạ? Đéo.
đéo và đéo. Anh cho em hỏi, em đang dùng 6S Lock phần camera sau khi chụp đủ sáng nên không vấn đề gì. Nhưng khi chụp trong tối và thiếu sáng thì màn hình có hiện tượng nhiều sọc màn hình. Camera trước không vấn đề gì, có phải bị lỗi cam sau không ạ? Đúng rồi, cái này là lỗi cam rồi. Cũng có khả năng là lỗi trên main nữa nhưng mà thường sẽ là lỗi cam. Với cái trường hợp này thì chỉ có thay cam mới hết được thôi. Thì bạn phải mang ra ngoài cửa hàng nhân viên kỹ thuật kiểm tra và thay thế cho bạn nhé. Anh ơi, iPhone 5S của em đè 4 góc thì nó lún xuống, bị lỏng màn hay bị gì anh? Để lâu có sao không ạ? Cái vấn đề này là do máy của bạn iPhone 5S thì cũng dùng lâu rồi. Thì dùng lâu thì cái răng màn ấy nó sẽ bị nhão hoặc là bị bong keo. Thì cách khắc phục triệt để nhất thì chỉ có là ép màn thôi, ép kính thôi. Ad ơi, sạc pin ở chế độ máy bay có làm hỏng pin không ạ? Không sao bạn nhá, nó không ảnh hưởng gì cả đâu. Anh ơi, iOS 10.3.2 ra break được chưa ạ? iOS 10.3.2 thì đội Banggood đã ra break được rồi. Nhưng mà họ chưa phát hành tool nên mình cũng chưa ra break được. Anh ơi, cho em hỏi, iPhone 6S Lock bây giờ giá rẻ quá, có nên mua không anh? Có bạn nhá, với cái giá hơn 5 triệu hiện tại thì không có lý do gì để mà không mua iPhone 6S Lock cả. Cấu hình, hiệu năng, camera, mọi thứ nói chung đều tốt cả, đều thuộc dạng tốt bây giờ cả. Nếu bạn xem clip speed test giữa iPhone 6S với cả Samsung S8 thì bạn thấy đấy, thì iPhone 6S ăn đứt cả Samsung S8 cơ. Nên là không có lý do gì để mà không chọn mua iPhone 6S Lock tại thời điểm hiện tại cả. Vừa rồi mình đã trả lời hết các câu hỏi video trả lời comment số 78 ngày hôm nay. Nếu các bạn bất cứ câu hỏi gì thì hãy comment dưới phần bình luận video này nhé. Mình trả lời video số sau. Câu hỏi nào được nhiều like với nhiều bạn quan tâm nhất ý, thì mình trả lời đầu tiên nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mango TV. Hãy luôn ủng hộ Mango TV nhé. Còn bây giờ xin chào biệt và hẹn gặp lại. Các bạn ơi, các bạn hãy cùng subscribe kênh YouTube của Mango TV để có thể cập nhật được những video hay và thú vị nhất về công nghệ cũng như là về giải trí. Và đừng quên tham gia cộng đồng hỗ trợ khách hàng của Mango TV trên Facebook để có thể được giải đáp và cũng như nhận được sự hỗ trợ sớm nhất nhé.